cơ thể nó bị yếu, chân bị sưng hoặc là yếu về chân, thế nên sẽ gây ra cái chết nhiệt của con bò, nhất là bị sốt dọc, cái thân nhiệt lúc nào cũng cao, thế nên là con bò sẽ thở thượt và chảy dãi, nên là con bò sẽ kém ăn. Một là khi ta lấy trồng cây thuốc, làm sao để cho cái không khí hết khỏi cái dây này, đây, như này là sẽ không có không khí trong dây để tránh tình trạng bò bị sốc. Thì đây là khi muốn lấy ven thì mọi người hãy nhìn trực tiếp vào đây là ven cổ, thì người ta dí cái tay cáo vào đây, tả bàn tay giữ đây, thì khi đấy thì cái ven của con bò sẽ nổi lên. Xin chào các bạn, mời các bạn đến với kênh Dr. Vet của chúng tôi. Mời các bạn theo dõi hết video của chúng tôi để hiểu thêm cái dịch đạm là cái gì, và khi truyền cho những cái trường hợp nào của con bò, và khi truyền đạm thì chúng ta chú ý đến cái gì. Đầu tiên thì chúng ta nên hiểu cái dịch đạm là gì, mà khi mà chúng ta ốm hay là chúng ta đến viện mà người ta vẫn kêu là truyền đạm cho chúng ta. Còn tại sao lại đạm lại tốt cho cơ thể chúng ta và tốt cho vật nuôi? Dịch đạm của nhà máy VB thì nó bao gồm là một nhóm các axit amin và nước tinh khiết, thì đấy là tạo ra cái dịch đạm. Vậy tại sao lại là axit amin? Các bạn chúng ta hiểu một cách đơn giản như thế này này. Thì hiện nay chúng ta đang phải bổ sung một cái lượng protein thô cho con vật thông qua như là bột cá này, bột xương này, bột đậu này. Và cái protein thô đó khi con vật ăn vào trong dạ dày thì chúng ta nó sẽ có một cái lượng enzyme cũng như các axit trong dạ dày phân hủy thành các axit amin. Và axit amin đó sau khi bị phân hủy đó thì nó sẽ thấm qua máu và đi nuôi cơ thể con vật đến các cơ quan con vật. Nó sẽ nuôi cơ thể và tạo ra một năng lượng cần thiết cho con vật. Nhưng trong trường hợp mà như con bò này này, đấy, bò trẻ, nó mệt quá, nó không ăn uống, không ăn được, ăn ít, hoặc là khi mà ăn mà không tiêu hóa được, thì khi đó thì cơ thể con bò nó sẽ thiếu cái lượng axit amin này. Và các bạn để ý này, đấy, đây là những con vật nó đang bị mệt. Thì phương pháp nhanh nhất để cho tăng năng lượng cho con vật này là chúng ta lên truyền cái dịch đạm này. Thì đạm này là axit amin cần thiết cho cơ thể và được truyền thẳng vào máu của con vật. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta truyền cái dịch đạm này thì cơ thể con vật nó sẽ nhanh khỏe, hấp thu rất là tốt. Và đây là phương pháp nhanh nhất để nâng cao sức cho những con vật đang mệt như thế này. Vậy chúng ta sẽ truyền cái đạm này, dịch đạm này cho những trường hợp nào? Thứ nhất là cho những trường hợp mà con vật đang mệt, không ăn không uống được, thậm chí giảm ăn, hoặc nếu như ăn mà nó không tiêu hóa được, phân loãng ấy, không tiêu hóa được. Thứ hai là trong trường hợp mà con bò nó mới sinh, hoặc trong trường hợp con bò nó bị phẫu thuật, nó mất máu, thì đấy là những trường hợp mà chúng ta lên ưu tiên truyền cái dịch đạm cho con vật. Nếu trong trường hợp mà con bò sữa trong thời kỳ mà khai thác đỉnh cao, lượng sữa nhiều, mất sức mệt, thì chúng ta cũng định kỳ truyền cái dịch đạm này để tăng sức cho con vật. Truyền dịch đạm thì nó tác dụng vậy, nhưng mà khi truyền thì chúng ta lên truyền như thế nào? Hiện nay chúng tôi sẽ mời các bạn đi cùng với bác sĩ Đảng Hữu Đạt sẽ hướng dẫn chi tiết cho chúng ta những bước cần thiết để truyền cái chai dịch đạm này cho con bò. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành truyền cái dịch đạm này cho con bò. Thì quá trình truyền như thế nào, phải lưu ý gì? Chúng tôi xin mời các bạn đi theo anh bác sĩ Đảng Hữu Đạt, anh sẽ truyền trực tiếp và hướng dẫn chi tiết cho bà con. Anh Đảm ở đây này. Giới thiệu mọi người, đây là anh Đảm. Chào mọi người nha. Bác sĩ rất là nổi tiếng ở trên khu vực Vĩnh Thịnh cho nuôi bò. Và chúng ta có thể xem những video anh làm rất là nhiều, làm cả ngày cả đêm ở trên video anh có đăng nhỉ? Vâng, anh Đảm đây. Vâng. Trước khi truyền thì chúng ta lưu ý nhé. Đây là cái bộ dây truyền này. Và khi là cái này là mua của người anh nhỉ? Vâng. Đây là cái bộ dây truyền chúng ta có thể mua được ở tất cả các hiệu thuốc đúng không? Đây. Khi truyền chúng ta có một cái lưu ý, anh bóc rồi. Lưu ý nhá. Cái này khi truyền cho bò thì chúng ta có một số những cái lưu ý nhỏ đúng không? Trong cái bộ dây truyền này này. Dây truyền mới đây nhá bà con. Quay cảnh kỹ nhá để cho mọi người biết được cái dây truyền này. Dây truyền. Và trong cái dây truyền này thì nó có cái dây nhỏ này này.
dây nhỏ này ta bỏ đi. Chúng ta bác sĩ đảm bảo chúng ta bỏ cái dây này nhỏ này nhá, đừng dùng cái đấy để truyền cho bò nhá. Và khi chúng ta dùng thì dùng cái kim đốc hồng. Đốc hồng này này. Cái này là của bên người, không phải bên người. Bên người à? Bên người. Đấy. Thì chúng ta lấy cái kim đốc hồng này, cái này là dài bao nhiêu nhỉ? Cũng dài đấy đúng không? Dài 5 cm. Anh em bóc ra đúng không? Đấy. Chúng ta lắp vào đây đúng không? Lắp vào. Đấy. À. Cái này thì trong trường hợp nào thì anh chuyển? Ví dụ là đây là thuốc đạm, gọi là như anh Vinh bên Phạc Ma mình làm ra giới thiệu. Thì trong trường hợp mà những con bò ví dụ là cần chuyển như này. Ví dụ hôm nay là tôi có một con bò đây, đẻ được 5 ngày. Một là đẻ con to, hai sót rau, ba là bây giờ đang bị chết nhiệt, gọi là chết nhiệt. Chất nhiệt như nào? Thì ví dụ là thời tiết như hôm nay đang oi, đang thở rất là tợn. Là nhiệt độ bây giờ là đang trên hơn 40 độ. Thì những trường hợp này thường thường gặp những con bò sữa, nhất là cao sản. Những bò cao sản thì hay bị gặp những trường này. Một là cơ thể nó bị yếu, chân bị sưng hoặc là yếu về chân. Thế nên sẽ gây ra cái chất nhiệt của con bò, nhất là bị sốt rau. Thì thân nhiệt lúc nào cũng cao. Thế nên con bò sẽ thở tợn và chảy rãi, nên là con bò sẽ kém ăn. Thì cái độ nhai lại và kém và hấp thu thức ăn rất là kém. Thì cái thuốc này thì sẽ hấp thu được rất là nhanh để đưa vào cơ thể con bò. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cái truyền với cái chai này. Vì chai này gọi là mình gọi là đạm. Thì trong đó là thành phần tất cả các vitamin, acid amin. Thì có những cái trường hợp ví dụ bò ví dụ cơ địa nó yếu quá thì có thể tránh những trường hợp là bị sốc thì ta nên truyền chậm. Nhưng đối với con bò này to thì tôi sẽ truyền anh cho lên này. Bà con chú ý nhá, khi truyền thì cái này thì chúng tôi anh Đảm đã làm trước rồi. Có nghĩa là chúng ta phải cố định cái đầu con bò này. Bò sữa thì cố định nó dễ hơn bò ta đúng không? Bò ta nhiều khi bà con phải đóng gióng đúng không? Bò ta thì phải, nói chung là bò nào thì cũng phải cố định. Một là chói mũi và chói sừng. Đây, chai rất là mới nhá. Rất là bọc vào này. Bà con cậy cái lắp nhôm ở trên đây nhá. Đây. Dây này là dây của mua ở Nhân Y. Thì khi muốn cái này là cái dây mới. Anh hướng dẫn khi mà truyền thì cần phải lưu ý gì cho mọi người? Một là khi ta lấy chọc dây thuốc là làm sao để cho cái không khí hết khỏi cái dây này. Đây, như này là sẽ không có cái không khí trong dây để tránh tình trạng bị bò bị sốc. Thế sau đó ta tắt bỏ. Đây là những trường hợp bò, nhất là bò thì ngày xưa thì người ta thường là lấy ven ở tai. Nhưng mà sau khi thì chúng tôi qua rất là nhiều năm thì tôi sẽ lấy ven bằng cổ. Thì đây là khi muốn lấy ven thì mọi người hãy nhìn. Hãy nhìn trực tiếp vào đây là ven cổ. Thì người ta dí cái tay cáo vào đây. Tả bàn tay giữ đây. Thì khi đấy thì cái ven của con bò sẽ nổi lên. Đây tôi để cho mọi người xem lại. Đây rất là nổi to. Này ven bò thì rất là to. Đấy. Chắc là cũng dễ lấy. Bà con cũng dễ lấy. Kim chúng ta sẽ cầm giống như này. Sau đó ta lấy ven nó. Ví dụ như này. Rất nhẹ nhàng nếu mà kỳ mới. Đây chúng ta khi muốn để kiểm tra biết được thì nó sẽ máu ra như này. Cho em một cái cặp. Đây. Muốn để kiểm tra thì chúng ta sẽ nhìn vào đây. Là nước chảy. Như này, không cần này. Đấy. Không cần đâu. Sau đó chúng ta sẽ dùng bằng này. Cũng như bên người à. Bóp máu ra. Thấy máu ra là ok. Trong khi chuyển thì anh em thú y thì tốt nhất là thôi đứng gần con bò, vừa xoa cho đứng yên và hai nữa là để kiểm tra cái độ nhạy cảm của cái con bò đối với cái thuốc này. Vì thuốc này có thể là dùng có trường hợp thì có những con bò có thể là cũng như con người thôi. Nhiều con có thể là bị sốc phản vệ. Thì chúng ta hãy nhìn đứng trực tiếp đây, chúng ta nhìn vào mắt và cái biểu hiện của thở nó. Nếu có biểu hiện lạ thì chúng ta phải vặn khóa này lại cho trẻ nhẹ đi. Còn đối với con bò này thì bình thường thì chúng ta cho trẻ bình thường. Đấy. À, khoảng bao lâu hết một bình anh? Nếu như con bò này mà cố định bò đứng nguyên thì như tôi truyền chai này chắc khoảng 8 đến 10 phút. Còn vì chai này nó không phải cho một cái gì vào nữa. Nó nguyên cái thành phần của nó. Thì nếu để độ cao này thì chắc khoảng 8 đến 10 phút sau một cái chai này.
Nhưng mà để bà con mà để cho an toàn hơn thì chắc cũng trật truyền dài hơn một chút đúng không? Đấy là nếu bà con mà có thể tự mua về truyền lấy thì hãy khuyên là sẽ truyền chậm. Ví dụ như này thì ta cho trò dòng chảy như này. Đây mọi người nhìn này. Đây có thể là chạy chảy này rồi. Để tránh cái tình trạng chảy chậm lên. Phải truyền chậm lại đúng không? Không, nhìn thấy biểu hiện của nó. Ví dụ. Được chưa? Bà con chúng ta chú ý nhé, đây là cái điều chỉnh cái tốc độ truyền này. Nếu chúng ta thấy con bò mà có khả năng không chịu được cái tốc độ truyền này đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉnh chậm lại. Chỉnh chậm lại nhé bà con. Đấy, ta đây này, chỉnh chậm lại. Cho chậm này. Đấy, đấy, như này. À. Còn nếu mà có bác sĩ thú y thì... Nếu mà có bác sĩ thú y chuyên nghiệp như anh Đảm thì anh ấy cho chảy rất là nhanh. Nhưng mà những cái công việc hơi khó này thì bà con chúng ta lên thông qua bác sĩ thú y. Đúng không? Có thể tư vấn được mà. Và còn đây thì anh Đảm ấy hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Nếu bà con nào mà yêu nghề thì bà con cũng có thể trực tiếp làm được, đúng không? Làm được. Vì, không, ví dụ là người dân ở bò sữa em thì có thể là truyền lấy được. À. Nên mình hướng dẫn về kỹ thuật là người ta cũng làm được. Anh Đảm ở trên khu Vĩnh Thịnh này thì bà con truyền lấy được rất là nhiều. Truyền lấy rất nhiều. Truyền lấy nhiều. Bác sĩ thú y chỉ làm những ca khó thôi đúng không? chị quay giúp cho con bò này đang một là cái thể trạng tương đối gầy đúng không? Con này rất là thể cao sản này, nửa trước 35 cân đấy. À, nửa trước là 35 cân. 35 cân. Bình quân. Bình quân. À, không cao cao điểm. Cao điểm 35 cân. Ừ. Con này có vẻ chân có vẻ kém lắm. Thì đấy, nó do cái cơ địa của nó đấy. Đẻ xong nó sót rau nó ăn kém. Nên là đương nhiên là đứng lên nằm xuống thì bị xây sát. Thế là khớp cái chân này, cái khớp này. Xảy sát thế nên là gây ra nó cũng rất là nhiều vấn đề. Cái này thì có làm gì để lưu ý là bớt cái bệnh này không? Bớt này thực ra là đối với chăn nuôi bò sữa ở Vĩnh Thịnh thì nó nhua nhốt 100% thì cũng không tránh khỏi được. Hai nữa là cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng thì ở nuôi nhốt thì vẫn chưa được tốt lắm. Ví dụ là có khi đầu tư chất tinh nhiều hơn là đầu tư chất thô xanh. Có vẻ thở mạnh không? Thở mạnh thì nó đang sốt không? Cái này nó đang bị chất nhiệt mà, nhiệt độ đang cao. À. Có một điều bà con mà tự truyền ấy, rất là quan tâm. Thậm chí cái này phải có hiểu biết về cái việc đó. Đó là nếu như trong trường hợp mà truyền cái đạm này mà có hiện tượng sốc, con bò nó sốc đấy, thì có cái dấu hiệu gì để bà con nhận biết ra không? Vâng ạ, đối với anh thì những ví dụ thuốc này mà người dân tự mua về á thì nếu mà truyền á thì có những cái trường hợp ví dụ là sốc phản vệ thì đối với cái thuốc này thì con bò sữa và con bò đỏ thì tỷ lệ sốc thì sốc phản vệ rất là ít nhưng có thể là đôi lúc cũng xảy ra thì có thể là đang truyền ví dụ truyền được 30-40% hoặc 50% thì con bò sẽ có biểu hiện một là thở dốc, hai có biểu hiện là quây cuồng, ba là cái nhìm cái mắt của nó là nháy rất nhanh, nhịp tim của nó đập rất nhanh. Thì lúc đấy ta phải một là sẽ hạn chế vào cái nút vặn. Có nghĩa là nếu như mà có hiện tượng sốc thế là bà con phải làm những việc sau đây luôn và ngay này. Đầu tiên là phải hạn chế cái mức dòng chảy của cái thuốc. Đây bà con nhá. Đấy. Nếu thấy hiện tượng thế là phải giảm chảy. Giảm ngay. Sau đó là ta sẽ dùng một là những cái thuốc hỗ trợ, một là caffeine trợ tim, hai là arginine C để đưa vào luôn hoặc ví dụ ta có thể tiêm trực tiếp vào đây hoặc là bơm vào đây. Tiêm vào đây. Hoặc là tiêm vào bắp để khi cái thuốc này chạy chậm khi ta tiêm vào thì con bò sẽ có biểu hiện sẽ giảm được cái phản sốc phản vệ. Thì nhưng mà tôi thì truyền rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có trường hợp nào bị sốc phản vệ như này. Đấy, bà con chúng ta chú ý nhá. Thứ nhất là yên tâm truyền cái đạm của nhà máy VB này. Anh Đảm truyền rất là nhiều rồi mà cũng chưa có hiện tượng nào hiện tượng về sốc của con vật đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu mà trong một vạn con mà không may có một con thì chúng ta hãy làm những việc như anh Đảm vừa hướng dẫn. Thứ nhất là bà con hãy giảm cái lượng truyền. Thứ hai là dùng thuốc trợ tim đúng không? Trợ tim, caffeine. Caffeine thì bà con tiêm vào đây để truyền cùng đúng không? Vâng. Hoặc là tiêm bắp cho con vật đúng không? Và nếu như có quá khó quá thì chúng ta hãy liên hệ với bác sĩ thú y gần nhất để bác sĩ thú y sẽ xử lý cho bà con. Nếu như không may gặp cái việc đó thì cũng chúc bà con chăn nuôi bò sữa thật là thành công.